rất Thái Lan. Nhưng mà cái chuyện đó là lần đầu tiên Việt Nam vô World Cup đội phụ nữ, kinh khủng, lần đầu tiên trong trong thế giới của mình. Mình nghĩ đó là một cái điều rất là hấp dẫn, một cái điều mà lỡ ra ngoài được làm vài cái đội tuyển nữ á, anh biết sao không? Cái đội tuyển nữ Việt Nam vừa rồi á, rất là vất vả. Tại vì sao? Cái trận đấu với là ở bên Ấn Độ là cả đội là bị Covid, chỉ còn có mấy người à, nên bổ sung thêm á, phải đưa từ bên có một số đang tập huấn ở bên Tây Ban Nha đó. Wow. Được đấy, lật đặt đưa cái số đó qua đắp vô, nên ôi vậy đó hả? Vừa rồi á nó chấp giá, đội hình vừa rồi là chấp giá, chúng chỉ còn 2-3 ngày nữa đấu mà hết 7-8 người bị Covid. Wow. Nên cái đội hình Việt Nam vừa rồi rất là khó khăn, nhưng mà cuối cùng mà cũng ráng nó vượt qua được thì mình thấy cái thành tích khá tốt. Ai ngồi. Thành tích, nói chung là mình đá vé vớt đó. Hai vé vớt luôn. Gặp Đài Loan là vé vớt, và tiếp tục gặp một Đài Loan cũng là vé vớt luôn. Vậy đó hả? Nguyên đội tuyển Đài Loan, nguyên đội tuyển không có cửa ở Việt Nam rồi. Nguyên đội vậy đó hả? Bị Covid nhiều quá. À, riêng cái thằng Ấn Độ là nó riêng cái đội tuyển Ấn Độ là không tham gia được luôn. Wow. Ấn Độ nó không tham gia được luôn á. Nên cái đội tuyển Việt Nam vừa rồi á, là cố gắng lắm á, tại vì lắp ghép chứ đâu có đủ người đã lắp ghép từ ở Việt Nam đưa qua, từ bên Tây Ban Nha đưa qua. Wow. Đó, có một số tập huấn bên đó thì lắp ghép và đá, cũng cố gắng đá đó, thì nói chung là mình vào là vé vớt chứ không có là phải chính thức đâu. Việt Nam mỗi lần đá banh anh hay không bằng hen. Đừng có nói gì. Cái thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam cao hơn đội tuyển nam. Đúng rồi, cái đó mình thấy lâu lắm rồi đó. Cái đó là anh nói được cái điều đó là mình rất là bằng lòng. Tại vì là đội phụ nữ Việt Nam họ cố gắng thành công tốt. Khi mình thấy cầu thủ nữ tội nghiệp. Đúng rồi. Là cầu thủ nam thì ông nào bây giờ giàu quá thì giàu. Đúng rồi. Cầu thủ nữ vẫn nghèo. đó là cái vấn đề mà không phải là tôi nghĩ đó. Cái chuyện này đó là mình biết là ngay cái xảy ra bên Mỹ này. Cái người đàn ông mà thì nó vui về cái, chứ còn đàn bà thì họ phải sau đó rồi họ phải sinh con đẻ cái. Nhưng mà tôi nghĩ là Việt Nam, cái nền bóng đá Việt Nam sẽ được chú trọng hơn về bên phụ nữ, và mình sẽ có thể lấy cái đó làm gương cho những người xung quanh. Tại vì người Việt Nam mình á, phụ nữ rất là được cư xử rất là tốt hơn. Trong cái nền văn hóa Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam bao giờ có một cái vị trí rất là quan trọng ở trong xã hội. Không phải như bên Mỹ, cái này đều nói là mình biết rõ ràng. Bây giờ em nói cái phụ nữ với lại cái giới đàn ông thì ở nước nào cũng vậy anh. Ở nước nào cũng thế thôi, phụ nữ vẫn là phụ nữ, thì trong đá bóng nó cũng thế. Tất nhiên là thành công ở một mức độ nào đó, còn cái mà thuộc về những cái ưu đãi, về những cái bổng lộc này nọ thì không thể bằng đội tuyển nam được. Với lại cái sự quan tâm của xã hội là người ta quan tâm tới đội tuyển nam rồi, các cái đơn vị tài trợ rồi nó nhiều hơn anh. Đúng. Lương phạm thì đội tuyển nam bao giờ cũng cao hơn. Đúng, đúng. Bây giờ thấy đi, cầu thủ Việt Nam bây giờ đi toàn đi siêu xe không. Đi siêu xe với lại lấy toàn từ mẫu với là hot girl. Cầu thủ của Việt Nam bây giờ là cái nghề rất là hot. Giàu hết. Mà cái điều cũng phải vậy, thôi anh. Vậy là đề nghị bác Cầm, bác Phong với là bác Peter, mình lập đội tuyển đá banh đi. Biết đâu ra mình dễ thôi, mà đặt tên là tôi đội đá banh lão tướng. Bởi vậy. Không, mình á, nếu mà mình thành lập cái đội á, đội đá banh á, thì mình lấy tên là đội bóng Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa là đúng rồi. Không, Bình Hưng Hòa là họ có cái lò thiêu to lắm không?
Bởi vậy nó là cái lò thiếu, cái lò thiếu, cái lò thiếu Bình Hương Hòa là cái lò thiếu luôn. Cái lò thiếu Bình Hương Hòa là cái lò thiếu to nhất. Bây giờ tôi nói là cho bác. Bây giờ tôi nói là cho bác mấy bác nghe nè. Ok. Nói về cái chuyện mà Bình Hưng Hòa, cái câu chuyện này cũng đã là mấy chục năm rồi. Đấy, tôi cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ nói. Chuyện mới, ông nói chuyện mới, chứ không mới nữa. Chị ông nói chuyện cũ. Chuyện này, chuyện có chuyện cũ, okay. Nhưng có chuyện mới. Ông nói chuyện cũ đi, nhưng mà phải có một người nói chuyện mới mới được. Cái chuyện cũ không có nói hoài. Đâu, tôi đang nói. Bây giờ, anh có quyền nói một chuyện cũ. Và một trong ba người như người còn lại phải nói một chuyện mới. Ok, anh nói gì bây giờ nha. Bây giờ không nói chuyện cũ luôn, Bắc Đức hay nói chuyện cũ lắm, mình nói chuyện thế, mới đi. Mình cái chuyện bây giờ nó chỉ giờ nó không còn nhiều. Anh không nói, anh không có nói chuyện cũ thì làm sao có chuyện mới? Có chuyện mới, được. Có chuyện mới được. Người ta với là năm hết Tết đến nói chuyện mới. Ông có năm hết Tết đến nói chuyện mới. Nói là phải nói ôn cố chi tăng. Bữa nay là bác năm mới, nói bác, mới. Đó, đúng, nhưng mà năm mới mình chưa có chuyện mới. Mình chưa có chuyện mới. Mà bác phải chờ chừng và một vài tuần nữa thì mới có chuyện mới. Không? Mình vẫn phải nói. Anh thấy sao cái trận bóng đá kỳ rồi vừa rồi là của thằng Việt Nam mình đá với thằng Trung Quốc mà quốc Trung Quốc 3-1 á. Bây giờ tôi nói cái điều này nè. Về vấn đề và là thể thao nhé. Về vấn đề thể thao thì cái tinh thần nó rất là quan trọng, thấy không? Mà khi mà anh thể thấy rằng là cả nước luôn. Ok, chứ không phải là những người chỉ xem bóng đá thôi, cả nước xem, cả các vị lãnh đạo, tôi nói đây là các vị lãnh đạo, ok, của nhà nước xem bóng đá, xem trận bóng đá. Ok, thấy cũng giống như là ở bên Mỹ á, mà ông tổng thống Mỹ ông coi trận Super Bowl vậy đó. Vì vậy nên mình phải nói là cái tinh thần nó quá cao đi. Cái tinh thần nó lên, nó bộc lộ ra cái chuyện đó. Vì như vậy nên Việt Nam mình không thể, tôi phải nói là không thể thua được. Thua là một cái chuyện gọi là không thể chấp nhận được. Vì tất cả những người mà tuyển thủ của bóng đá Việt Nam cao độ, tôi phải nói là cao độ bằng bất cứ giá nào là cũng phải sang bằng ông Trung Quốc. Vì vậy nên đó là cái tinh thần, mình phải nói đây là cái tinh thần. Em có ý kiến nè, nói thật ra đó, cái trình độ bóng đá của Trung Quốc á, nó cũng không, so với Việt Nam nó cũng không có cao hơn đâu. Đúng. Mình đá 7 trận, thua 7 trận, gặp toàn là đàn ông. Nhưng mà bác, gặp Trung Quốc cái cửa thắng mình nó có, ừ. Tại vì cái độ của người ta nó thấp. Ừ. Nó vậy thôi, chứ gặp như thằng Úc. Không, mình tôi nói là... Tôi nói cho bác nghe đó, ở trong cái trận vừa rồi đó, thằng Trung Quốc đó, nó không mua chuộc mấy ông mà trọng tài á. Tôi nói thiệt, cái trận bóng đá đó nó hay bị cái chuyện là mua chuộc. Bây giờ như vậy nè, cái trận đáng xem nhất nè, cái trận đáng xem nhất sắp tới nè. Rồi. Việt Nam, Oman á. Oman á hả? Cái trận đáng xem lượt về nè. Ừ. Tuy đã thua rồi, nhưng mà đã lượt về nè. Đó là cái trận với thằng Oman đó. Đó thì cái những cái trận trước Việt Nam bị những cái chuyện tào lao trọng tài bậy không à. Đó thì cái trận lượt về nè, sắp tới đây nè là cái trận Việt Nam đá với Oman đó mới là hay. Chứ còn đá nhưng mà bác không nghĩ là nó cũng sẽ có sự mua chuộc, vẫn sẽ có những sự không công bằng ở trọng tài. Trọng tài sẽ làm. Không, mình không biết rõ nên không nên nói. Đúng không rồi. Biết rõ, không nói. Nhưng mà em thấy cái trận sắp tới với Việt Nam Oman, chứ là Việt Nam thắng Trung Quốc nó giống như là phá cái dớp mà thua Triền Miên, phá được cái dớp rồi. Bây giờ cái tinh thần nó có, họ đá tốt hơn, với lại cái công tác trọng tài có thể họ nhìn lại một chút. Họ mình nhìn lại một chút thì cái trận sắp tới là nó mới hay. Chứ còn thắng Trung Quốc thì em thấy nó cũng không có cái gì gọi là ghê gớm đâu.
Tại vì cái trình độ bóng đá Trung Quốc nó đâu có cao, đâu phải là cái một quốc quốc gia Đó, đây không phải là chỉ có là một trận đá banh thôi, nhưng mà đó là cái tinh thần dân tộc đó. Thì vậy nên phải nói Thế là mình để cái tinh thần dân tộc lên rất là cao. Hồi nãy bác cầm hỏi thì tôi chỉ trình bày rằng là trong cái trận đấu này đó của giữa Việt Nam và Trung Quốc á, phải nói là tinh thần rất là cao, phải nói rất là cao độ, và không phải là chỉ có những cái người đi xem bóng đá với ủng hộ không, mà cả cả nước luôn, và cả ngay cả chính nghe phủ. nói à, nghe nói ông thủ tướng chính phủ tới xuống sân mà còn là khen thưởng lì Vậy xì luôn mà. vậy nên là bằng bất cứ giá nào là Việt Nam mình cũng phải đá hạ Trung Quốc được. Cái đó là cái tinh thần dân tộc rất là cao. Thì đá bóng ai cũng muốn thắng anh, có ai muốn thua đâu, nhưng mà lực bất tòng tâm. Thật ra Việt Nam thua 7 trận triền miên là Anh gần Hồ toàn là thua đúng. quá cái kỳ này, tại sao anh thua quá, thua liên tiếp 7 năm tôi mất không không có theo dõi luôn đó chưa. Người ta đã từng dạy, người ta đã từng tham gia World Cup bao nhiêu năm rồi, Việt Nam mình mà làm sao mà so với người ta được. Đúng rồi. Nó có thể là mà, nhưng mà cái bước tiến á, thì có tiến bộ thôi, chứ mình đừng có thấy mà ví dụ như thua mấy cái thằng những cái quốc gia như thua Úc là đương nhiên trình độ người ta cao hơn mình, Có mấy thua ông là cờ đương vàng vô phụ nữa thành thử ra nó mới thua 4-0. nhiên. Ông nói là tại ông mấy ông nói là nhờ nhờ chúng tôi vào là mất tinh thần nó thành thử mới thua 4-0. Đúng đấy, trái con người nó mọi rợ thiệt đó cha. Tôi nghe câu Thôi đó đừng tôi có nói tụi mọi rợ, tôi nói thiệt không ạ? Không, tôi nói thiệt, tại vì mùa bóng đá tôi nói luôn cho nó đủ anh phải nói rõ ràng là mọi giờ rợ. sự cổ động của Vũ Huynh trưởng, vì vậy nên là đội tuyển Việt Nam Thua thêm thua bốn mọi rợ, cùng nghe cô nói biết mọi rợ. Cái câu của anh Phượng nói là tôi đồng ý là chính xác, đúng là rõ ràng là mọi rợ chung là cái chuyện cờ vàng mà ở cái Melbourne á, đó là còn cái trò con nít mà người ta để ý đây, các bác để ý nè, khi người ta già đó người ta trở thành con nít, bác để ý rồi, bác Đức Đầu Bạc cũng chuẩn bị trở thành con nít đó, Trời, con nít rồi ông nói Đức bạn ông không có nhìn nhìn chị tôi làm sao vậy, ông không có xem chị mắt tôi ông chị tôi là sao. ở bên đây á, thấy đó, em thấy là như vậy nè, em thấy đúng luôn á, người ta nói là khi cái tuổi già đến á, con người ta trở thành con nít, em thấy đúng luôn, tại vì em nhìn ở dưới bonsa nè, em nhìn mấy bác á, nói chung mấy bác mà cỡ bác Đức á, em thấy hồn nhiên lắm. Mặc đồ lính đi cái đôi giày quá tôi mua mà đi không nổi, đôi giày nó đẹp quá cũng đặt xuống dưới nền đặt xuống dưới bác là gì kiểu nữa này là nữa là kiểu này là đó Phong, gì đó. bác không không dám xuống á, bác Phong không Đâu không dám gọi là bô xa được nữa rồi đó, đó. Tại vì em nhớ em nhìn mấy bác đó, em nhớ là hồi xưa mình chơi đánh trận giả đó anh, thì bây giờ mấy bác cũng trở về tuổi thơ rồi, xách súng rồi đi là bắn này đánh bắn kia, hùng này hùng kia, có giấy buồn tờ, xách cười giấy tờ. đó, buồn cười, có nhiều bác là đi không nổi, nhưng mà cái đôi giày Bordeaux nó nặng lắm anh, đúng mà rồi. đáng lết lết tội nghiệp, nhưng mà cái đó là cái thú vui thôi chứ không có gì hết. Khi người ta già anh ta trở về tuổi thơ, thì vừa rồi cái ở Melbourne á thì có cái thằng thanh niên nào mà cầm cờ vàng đâu, toàn là mấy ông già không ạ. À. Thì ổng đó là thú vui của ổng thôi, ổng trở thành nít đó mà vậy thôi, cho cuộc sống nó giá trị hơn chút. Được cái chết năm mới ba ba cáp nha ba ơi ba 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 Phong ơi, cáp 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 báo cho bác Đức biết luôn nè, em thấy bây giờ dạo này là bác Đức sắp trở về tuổi thơ rồi đấy. cái chuyện mà cảnh chuyện cảnh cáo đó, đó là lời cảnh cáo, lời cảnh cáo về là lời cảnh cáo chân tình thì của ở đồng trong bào. đây á, ở trong đây á em là trẻ nhất, Đấy. em chưa có cái cửa mà trở về tuổi thơ, chỉ có ba Ok. bác Không. chuẩn bị coi chừng vài Ông nói ông đừng có chỉ mặt tôi, ông nói ông đừng có nhìn tôi, bữa. ông nhìn mắt kia kìa, ông đừng có nhìn tôi. Tại sao ông có nhìn tôi là sao vậy? Ông chỉ mặt tôi là sao vậy? Đây rồi đây chị nghe nói anh nói có sai đâu, không có sâu xa, cỡ Bắc Đức chừng năm nữa rồi bắt đầu á là tung tăng như đứa trẻ đấy,
Đó. Một năm nữa ba, năm nữa Bắc Đức không đi lập trường nữa hết. Không đi nhưng mà lết. Nhưng mà lết đi. Bắc Đức đâu phải có Nga, người bà, người bà, bé. Báo cho Bắc Phong nghe à. Kì giờ rồi á, tôi qua bên Cali á là tôi không đi là phải nhờ Bắc Phượng á, Bắc Peter chở. Đấy. Đấy chứ. Rõ ràng là đúng không Bắc Phượng? Yep. Thì vậy nên vì vậy nên thấy rằng chừng vài năm nữa là tôi phải đi chống gậy rồi, chắc chắn rồi. Không, anh cái chuyện chống gậy không, nhưng mà tôi biết mỗi lần từ giờ đi anh Đức đi đâu sẽ có một cậu y tá to cao lớn khỏe mạnh. bác nói gì quá. Bác nói gì quá. Lần sau tôi qua đó nó quýnh tôi chết.